Mới đây, một tài khoản mạng xã hội tố nhóm thiện nguyện bị các đối tượng chặn đầu đuôi xe trong khi đang đi làm công tác cứu trợ ở Yên Bái. Theo đó, tài khoản mạng xã hội có tên Phạm Tuấn Anh là trưởng nhóm từ thiện cộng đồng thiện nguyện Triệu Trái Tim đã thông tin trên mạng xã hội việc nhóm này bị các đối tượng lạ dùng ô tô, xe máy chặn đầu và đuôi xe đoàn thiện nguyện. Theo anh Tuấn Anh, khoảng 9 giờ sáng ngày 20 tháng 9, tại khu vực gần cầu Văn Phú, thành phố Yên Bái, anh Tuấn Anh đi khảo sát thực tế các gia đình gặp khó khăn và cần giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa để hơn 40 tình nguyện viên đến hỗ trợ. Trong quá trình khảo sát, anh bất ngờ bị các đối tượng lạ dùng xe ô tô chặn đầu xe, xe máy chặn đuôi xe và ngăn cản việc làm của nhóm thiện nguyện. Các đối tượng xuống đi quanh xe của trưởng nhóm thiện nguyện có hành vi ngăn cản nhóm hoạt động, lo sợ bị cướp tiền từ thiện, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản nên nhóm đã gọi công an 113 và công an xã Giới Phiên tới làm việc. Liên quan tới vụ việc nêu trên, Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ, trưởng công an thành phố Yên Bái cho hay, đơn vị đang xác minh, kiểm tra các đối tượng nêu trên. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của vùng thấp suy yếu từ bão số 4, thời tiết các tỉnh miền Trung hôm nay có mưa rất to, Nam Bộ ngày mưa rào, có lúc mưa to. Bão số 4 sau khi vào đất liền suy yếu thành vùng áp thấp nối với giải hội tụ nhiệt đới. Hình thái này vẫn gây mưa to cho thời tiết miền Trung trong hôm nay 20 tháng 9. Cụ thể, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều tối và đêm qua đến hết hôm nay, Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến là 100-200mm, có nơi trên 350mm. Từ đêm nay, mưa lớn sẽ giảm dần. Cũng trong khoảng thời gian này, Thanh Hóa, Nghệ An, mưa to, vài nơi có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến là 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày mai, mưa lớn giảm dần. Hôm nay đến ngày mai, Bắc Bộ mưa rào và dông, có nơi mưa to. Riêng khu vực đồng bằng phía Nam Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa. Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ mạnh nên trời nhiều mây, có lúc có mưa rào nhiều nơi, một số thời điểm mưa vừa mưa to đến rất to. Trong ngày có lúc trời giảm mây, giảm mưa, hửng nắng yếu. Đề phòng ngập úng cục bộ do mưa lớn tại các khu vực trũng thấp, ven sông và đô thị. Về cơn bão số 4, sau khi vào đất liền suy yếu thành vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, tốc độ là 15-20 km/h, sau đó tan dần. Tuy nhiên, hình thái này vẫn gây thời tiết xấu cho các khu vực mà nó đi qua. Do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều tỉnh miền Trung bị ngập lụt cục bộ, giao thông bị chia cắt tại 77 điểm. Hiện các đồn biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương cắm biển báo, tuyên truyền người dân không qua lại các khu vực ngập lụt, các ngầm cầu tràn nước chảy xiết để đảm bảo an toàn. Cụ thể, Quảng Bình sạt lở chia cắt cục bộ một số điểm, sơ bộ gồm 10 điểm. Tại Quảng Trị, tình trạng ngập chia cắt xảy ra tại 33 điểm, gồm tuyến quốc lộ được giao quản lý có 1 điểm ngập 0,4 m, làm tắc giao thông. Các tuyến đường tỉnh có 4 điểm ngập từ 0,4 đến 0,8 m, làm chia cắt giao thông. Tại Đà Nẵng, đến 6 giờ ngày 19 tháng 9, trên địa bàn thành phố đã hết ngập. Về thiệt hại, tại Quảng Trị có một nhà bị tốc mái do lốc xoáy, một điểm trường bị thiệt hại do lốc xoáy. Thiệt hại về giao thông có 105 m khối sạt lở. Trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, hệ thống lưới điện bị hư hỏng nhiều đoạn, làm mất điện. Hiện tại địa phương đang thống kê và khắc phục để cấp điện trở lại. Thiệt hại về lâm nghiệp có một số cây xanh bị gãy đổ. Tại Thừa Thiên Huế, vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9, trên địa bàn xã Phú Hồ và Phú Xuân xảy ra lốc xoáy làm một người bị thương nhẹ, được đi sơ cấp cứu tại trạm y tế Phú Hồ. Tốc mái nhà công trình phụ của 12 hộ, 8 hộ Phú Hồ, 4 hộ Phú Xuân. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 4 nên từ hôm qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã xảy ra mưa lớn, khiến cho nhiều địa phương bị ngập và chia cắt, đặc biệt là tại các địa bàn vùng núi. Tại các huyện Bố Trạch, Minh Hóa và huyện Tuyên Hóa có hàng chục điểm ngập sâu. Trong đó, tại huyện Bố Trạch có 9 điểm bị ngập lụt, chia cắt, nhiều điểm ngầm tràn, ngập sâu từ 1,5 đến 5 mét. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của bão số 4 khiến một số diện tích sắn và cây hoa màu của bà con bị bật gốc, gãy đổ. Tổng lượng mưa được ghi nhận từ hôm qua đến sáng nay 20 tháng 9 tại một số trạm như là Hóa Thanh trên 593mm, Hóa Sơn 529mm, Trọng Hóa trên 457mm. Mưa lớn làm hơn 600 hộ dân tại huyện Minh Hóa bị ngập sâu, nơi ngập sâu nhất là 1,5 m. Đến 6 giờ ngày 20 tháng 9, mưa lớn khiến mực nước sông Danh lên nhanh, vượt mức báo động 1, báo động 2. Mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại một số địa bàn, khiến cho 50 ngôi nhà dân tại huyện Tuyên Hóa bị ngập sâu từ 0,5 tới 3 m. Huyện Tuyên Hóa cũng đã chỉ đạo di rời toàn bộ người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao. Tính đến 5 giờ ngày 20 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tổ chức sơ tán 874 hộ dân với trên 3.000 nhân khẩu tại các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, thành phố Đồng Hới,
ra khỏi vùng nguy cơ ngập sâu, chia cắt và sạt lở đất. Trong những ngày qua, bản Xin Suối Hồ, xã Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã ghi nhận tình trạng sụt lún nghiêm trọng do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài. Hiện tượng này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của người dân địa phương. Và trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chỉ đạo quyết liệt và vận động các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng di chuyển tới nơi an toàn. Tại bản Xin Suối Hồ, trong những ngày qua xuất hiện tình trạng sụt lún sạt lở trên khu vực đầu bản. Chiều dài vết nứt có độ dài khoảng 210 mét, trong đó có một điểm vết nứt khoảng 20 đến 30 mét, độ sụt lún chênh lệch khoảng 25 đến 30 cm, kèm theo hố cát tơ. Ngoài ra, xuất hiện các vết nứt nhỏ trên hệ thống đường bê tông nội bản. Diện tích bề mặt sụt lún khoảng 8.000 mét vuông, trong đó khu vực có điểm vết nứt và sụt lún lớn nhất có diện tích khoảng 2.000 đến 3.000 mét vuông, hiện là cây rừng và nhân dân trồng hoa địa lan. Khu vực vết nứt nằm ở phía thượng nguồn khe nước phía trên bản khoảng 100 mét và nằm dưới chân núi cao, dốc có nguy cơ trượt xuống lòng khe, nơi có 19 hộ, 89 nhân khẩu, trong đó nguy cơ cao 9 hộ, nguy cơ 10 hộ. Dự báo nếu có mưa lớn sẽ rất nguy hiểm nếu sạt trượt. Ở trên đằng sau bản xin rồi thì nói chung là cũng đức mà mình là nói chung là cũng rất là nguy hiểm cho những mấy hộ gia đình ở dưới này. Thì tôi đang thông báo cho ủy ban xã mới cùng với Quả An mới Bê Phong để di chuyển những các hộ dân ở dưới này để sang ở cùng với các hộ gia đình khác để sang một vài hôm sang như thế nào. Thì ví dụ như là không mưa rồi thì nói chung là ví dụ như là không đức đó thì bà con mới trở lại với cái chỗ cũ. Nếu mà ví dụ như là đang tiếp tục mưa thì có khi là tôi đang bảo với bà con là không được tưới thì không được về ngủ tại trong nhà. Ngay sau khi mà mình phát hiện anh kiểm đẳng với lại mấy anh cán bộ ở xã phát hiện ra vết nứt ra tuyên truyền thì ngay tới hôm đấy thì gia đình mình cùng với các hộ dân khác có nguy cơ thì cũng đã chuyển đi nơi khác để tránh đêm đấy ạ. Tức là 2-3 đêm sau thì mình cũng ra ngủ ở chỗ khác. Ngay sau khi phát hiện vết nứt, sụt lún, chính quyền đã cử cán bộ phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng cùng lãnh đạo bản lên kiểm tra và tuyên truyền, vận động các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao di chuyển đến ở nhờ nhà người thân. Riêng 9 hộ có nguy cơ cao đã thực hiện di chuyển người ngay trong tối ngày 12 tháng 9. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. Tính đến 17 giờ ngày 19 tháng 9, tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương tiếp nhận tổng số tiền là 1.495 tỷ đồng. Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã hỗ trợ đến các địa phương 2 đợt với tổng số tiền là 1.035 tỷ. Trong đó Lào Cai 180 tỷ, Yên Bái 130, Cao Bằng 80, Lạng Sơn 80, Tuyên Quang 55, Phú Thọ 55, Bắc Giang 50, Quảng Ninh 50, thành phố Hải Phòng 50, tỉnh Sơn La 40, tỉnh Bắc Cạn 40 và tỉnh Thái Nguyên 30 tỷ đồng. Số liệu thống kê bước đầu cho thấy cơn bão số 3 đã gây thiệt hại trên 40.000 tỷ đồng, tàn phá nhiều nhà cửa, đường xá hạ tầng tại các tỉnh phía Bắc và sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại. Từ số tiền tiếp nhận được, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương sẽ công khai minh bạch nguồn lực ủng hộ. Thời gian tới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục công khai minh bạch đầy đủ thông tin của những tổ chức cá nhân chuyển tiền ủng hộ tới địa chỉ tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương để người dân tham gia, theo dõi và giám sát.